Kênh Nhân Quả Luân Hồi xin chào tất cả các thành viên trong cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Hôm nay đầy đủ nhân duyên, kênh xin ấn tống học bổng, học thuộc lòng Kinh Địa Tạng. Đọc tụng Kinh Địa Tạng bổn nguyện được rất nhiều lợi ích cho bản thân, gia đình quyến thuộc và oan gia trái chủ. Trong kinh đã ghi rõ, để đạt hết các lợi ích như kinh đã nói, các bạn phải đọc tụng bộ kinh này. Chữ tụng ở đây tức là phải đọc thuộc lòng. Admin xin bật mí thêm cho các bạn về việc thuộc lòng Kinh Địa Tạng. Bạn có thể nhận được thêm phần quà từ Tam Bảo, tức là bạn sẽ có thể có những cảm ứng rất vi diệu trong Phật Pháp. Những người admin quen biết sau khi học thuộc lòng kinh đều có những cảm ứng này. Chúc các bạn sớm đắc được cảm ứng với Phật Bồ Tát, giúp giải quyết các ách nạn mà các bạn đang gặp phải, đồng thời tăng trưởng thêm tín tâm vào Tam Bảo. Để trợ duyên cho các bạn đạt được hết thảy lợi ích trong kinh đã nêu, kênh xin tặng học bổng cho các bạn học thuộc lòng bộ kinh này với các nội dung như sau. Các bạn thuộc bất cứ quyển thượng hoặc quyển trung hoặc quyển hạ của Kinh Địa Tạng, các bạn sẽ nhận được phần thưởng là 1 triệu đồng. Sau khi bạn học trọn 3 bộ, tức là 3 quyển thượng trung hạ, thì các bạn sẽ nhận được 3 triệu đồng. Lúc này, bạn có thể học thuộc lòng trọn bộ 3 quyển, được thêm 1 triệu. Nghĩa là phần thưởng cho các bạn học thuộc toàn bộ quyển kinh là 4 triệu đồng. Thêm nữa, vì kênh mong muốn hỗ trợ cho các bạn hành trì kinh suốt đời, nên trong 6 tháng, kênh sẽ chọn một phẩm bất kỳ, đề nghị các bạn đọc. Nếu đạt yêu cầu, thì các bạn sẽ được tự chọn thêm một phần quà bất kỳ mà kênh đang ấn tống cho thành viên trong cộng đồng Địa Tạng. Vậy là giá trị học bổng này sẽ là mãi mãi và vô hạn. Nếu các bạn không muốn nhận phần tiền trên, các bạn cũng có thể để lại để ủng hộ cho các bạn khác muốn học kinh sau này. Lưu ý, hiện nay chương trình chỉ trợ duyên cho các bạn chưa thuộc kinh. Các bạn thuộc rồi, xin vui lòng nhường phần quà cho các bạn khác. Các bạn đã thuộc, có thể gửi video về kênh để động viên các bạn học thuộc. Kênh sẽ có một phần quà dành cho các bạn. Và sau đây là điều kiện để nhận quà. Điều kiện thứ nhất, các bạn phải là thành viên của cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Điều kiện thứ hai, các bạn phải phát nguyện hành trì cả đời bộ kinh này. Điều kiện thứ ba, đọc trọn vẹn một quyển kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Lưu ý, video hợp lệ là các bạn phải nhắm mắt, chắp tay, quay chính diện mặt. Điều kiện thứ tư, làm một video chia sẻ kinh nghiệm học thuộc kinh để hỗ trợ các bạn khác học thuộc. Và các bạn đồng ý cho kênh đăng video với mục đích duy nhất là khuyến khích các bạn học thuộc kinh. Sau khi bạn quay video xong, các bạn hãy gửi về email kênh nhân quả luân hồi a@gmail.com. Kênh rất mong sớm nhận được video công phu của các bạn. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Đa Nguyên Địa Tạng Quang Bồ Tát.